Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 8, giá vàng trong nước ghi nhận phiên giảm thứ ba trong tuần ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên ngày hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc điều chỉnh mức giảm từ 50 cho đến 200 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Mức giảm mạnh nhất chủ yếu là vàng nhẫn 4 số 9. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tiếp tục ghi nhận phiên giao dịch ở mức thấp quanh ngưỡng 1.760 đô la Mỹ một ounce. Trong bối cảnh giới chuyên gia nhận định kim loại quý đang chịu rất nhiều áp lực. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng hiện đang có mức giá 66.200.000 đồng một lượng, chiều bán 67.220.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên lần trước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 66.150.000 đồng một lượng, chiều bán 67.150.000 đồng một lượng, giá cũng không thay đổi so với phiên lần trước đó. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn khi ở chiều mua đứng tại mức 66.450.000 đồng một lượng, chiều bán 67.150.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay cũng không có nhiều thay đổi so với phiên lần trước. Khi tại Hà Nội ở chiều mua đang có mức giá 66.200.000 đồng một lượng, chiều bán 67.200.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại Thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên lần trước. Ở chiều mua đang giao dịch tại mức 66.300.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.050.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG cũng đứng tại mức từ 700 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phú quý SJC không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.200.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.150.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 10.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 66.220.000 đồng một lượng, chiều bán 67.140.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và 150.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.500.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank cũng không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên lần trước đó. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 66 triệu đồng một lượng, chiều bán 67 triệu đồng một lượng. Giá vàng mua số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay ngược chiều với giá vàng miếng SJC. Khi ở cả chiều mua và chiều bán đều có mức điều chỉnh giảm từ 83.000 đồng một lượng đến 200.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20.066.000 đồng một lượng đến 52.050.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22.066.000 đồng một lượng đến 52.950.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.769,2 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 7,8 đô la với tỷ lệ 0,45%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.760 đô la Mỹ và cao nhất 1.769 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 23.500 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã tăng 0,88%. Chỉ số USD Index
Thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện đang đứng tại mức 106,682 điểm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 2,888% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 89,245 đô la Mỹ một thùng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới tiếp tục giao dịch ở ngưỡng thấp và liên tục ghi nhận phiên sụt giảm trong tuần. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 51.300.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 15.900.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 1.800.000 đồng một lượng. Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục giao dịch ở ngưỡng thấp và xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tuần do đồng đô la Mỹ ở mức cao và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng. Giá đồng đô la tăng sau khi biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho thấy lãi suất của Hoa Kỳ tiếp tục ở mức cao hơn trong thời gian dài để giảm lạm phát. Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thấy có ít bằng chứng hơn về việc lạm phát của Hoa Kỳ đang giảm bớt. Biên bản đánh dấu tốc độ tăng lãi suất của Fed đã chậm lại, nhưng không phải là Fed chuyển sang chính sách cắt giảm lãi suất vào năm 2023. Chuyên gia Philip Marie của Rabobank cho biết, khi đã đạt được mức đủ, Fed sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất đó trong một thời gian. Điều này rõ ràng là trái ngược với quan điểm ban đầu của Fed mà các thị trường đã định giá. Vàng giảm giá trong bối cảnh nền kinh tế của Trung Quốc ghi nhận những dấu hiệu suy yếu, trong khi đó đồng đô la Mỹ mạnh lên theo những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Mỹ. Giới đầu tư lo ngại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ mạnh tay tăng lãi suất khi kinh tế của Mỹ phát đi những tín hiệu rất tích cực, trong khi lạm phát đang ở mức cao. Vàng giảm giá còn do áp lực bán ra khi mặt hàng này giảm vài phiên liên tục gần đây và xa dần ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ao. Hiện, thị trường đang đánh giá lại kỳ vọng về định hướng của Fed và tác động của các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới lên mặt hàng kim loại quý này. Tuy nhiên, vàng được dự báo sẽ có một đợt tăng trở lại khi mà mặt hàng này đã chạm vùng hỗ trợ mạnh 1.680 đô la. Nếu vàng tăng trở lại và vượt được ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ao, thì sẽ bứt phá nhanh lên ngưỡng 1.900 đô la. Trên sàn Kitco News, các chuyên gia cho rằng vàng sẽ lên tối thiểu 2.000 đô la Mỹ một ao vào năm 2023. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối này theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới sẽ không có nhiều biến động bởi thị trường phiên hôm nay không có nhiều thông tin kinh tế ảnh hưởng đến giá vàng. Do đó, phiên ngày mai thứ 6 ngày 19 tháng 8, giá vàng trong nước khả năng sẽ quay trở lại đà tăng. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.